Lại là hai lúa hồng dân này cả nhà ơi. Bữa nay là đêm thứ ba, chiều thứ ba các bạn, chiều không phải nó phải chiều đâu mà giấc tối chẳng dạng vô làm rau á. Hồi chiều thì mình tính lên một clip bé rau cả nhà xem á. Rau của mình là cả nhà, hai lúa hồng dân cả nhà nha. Còn ra thôi nha. Con rau giả dứ mà nó liền do là rau ok cả nhà ha. Nè cả nhà đây nè. Đây giờ mình đang làm á, tại giờ mình không cho quay cả nhà. Tại nó có con ghệ quay cho thằng ghệ nó thấy nè, và nó ngại. Nè cả nhà mình làm gì nè cả nhà. Nhà thấy không nè, rau của mình hai lúa cả nhà. Cái này 1 ký chắc cỡ mười mấy cọng rồi cả nhà ơi. Mình đếm thử coi, mình khám nghiệm luôn cả nhà. Có đạt chuẩn không nha. Rau lứa đầu ở nhà gì cả nhà, hai nè, không bốn nè, sáu nè, sáu phải không, bảy tám chín 10 11 12 13 14 15 cộng cả nhà, 15 16 cộng trở lại ra. Mình cắt cục ở cả nhà nha, nó non cả nhà nè, ở đây như vậy nè. Mình đây đây vợ mình nó căng là 1 ký 2, tại vì hồi chiều cả nhà biết không, đang trời đang mưa á, trời trời đang mưa rồi, cái Hải chỉ quay vô làm ra thôi cả nhà. Ngày mai sáng sáng thứ tư á, thì Hải đang lên clip á, tại sáng mai Hải dứt bèo nữa cả nhà. Đây mình bán 12.000 ký cả nhà nha. Rau mấy anh mấy chú Cần Thơ ta bán 15, rau mình có nhà. Dạ dưới lường là thấy ra ok cả nhà nha ha. Này là 7 giờ tối cả nhà nghe, 7 giờ tối gì là cũng ổn hết nhà ha. Rau gì là ok không cả nhà. Đây nè. Mình cân xong rồi mình rửa, mình cân rồi xong mình rửa luôn. Rồi dựng đứng lại cả nhà, dựng sớm ăn rau nó phì phao lên hết cả nhà. Còn ra thì mình không có bị khô phao đâu cả nhà nha. Ông trời thương hay lúa làm sao cả nhà, không có bị nè, rau nè. Đó. Ra cái nhà thấy không, cầm con rau nè, ăn trời do rồi, ok không? Cầm rau như rắn đó nha, vừa quạt ha. Ra mình ra lứa đầu ra non gì là đỡ lắm cả nhà nha, như cái nhà bẻ lứa 2 lứa 3 cái măng bự nhưng mà gì là ok hết nha. Mình cân gì nè cả nhà, dạ mình cân á vô gì nè, cân là 1 ký 2 rồi cái rửa bèo á nha, rửa bèo là còn ký hoặc ký 50 hoặc ký mốt không chừng nữa, mình thì mình dư mình không không bỏ nữa để mình ra giường đó nha. Đây, cắt cắt cả nhà thấy không? Rồi mình phải rảnh rỗi mình phải bắt một bữa một mớ cái rễ già cả nhà cho ra người ta đẹp đó cả nhà. Tại rau dừa mình rau rừng lớn mà mình mang hàng, mình bán mang hàng thì người ta quan trọng là mình bán cho người khác bán được, người ta bán mau mình mới có bán được cả nhà. Bởi rau quan trọng là lúa là rau đẹp, quá đẹp mấy triệu. Hay thử nghiệm cho cả nhà xem rau của mình nha. Cái hồ cá hay chơi hay nuôi cái kiển mà bây giờ thuê sản phẩm của ấy quấn cá ở nhà luôn mà dình rửa hồ cá miệng liệt hay nhà hay nè. Rau nè, cầm rau cái gì nè cả nhà ha. Mình đâu có giặt mạnh thôi nhà ha, nhìn thấy không đây đó, nhìn thấy ra lúa làm sao cả nhà, theo nhà theo này hả. Cả nhà mà có phái cho thuê lúa Hậu Giang thì cho hai cái hai lúa một cái ký kênh nha, loài khách cùng xem nha. Rồi cả nhà có rảnh gửi qua cái TikTok hai lúa Hậu Giang á, có thích hai lúa thì giờ follow cho hai lúa nè,
bấm tim like cho Hai Lúa luôn nha cả nhà. Cả nhà cần xem clip của Hai Lúa gì nông dân gì quê á, rồi Hai Lúa cũng cảm ơn cô chú đã xem kênh Hai Lúa Hậu Giang nha. Một ngày mới, Hai Lúa Hậu Giang cũng chúc cô chú được sức khỏe bình an nha. Đó, mình dựng diện cái này cả nhà thấy không đó. Bye bye cả nhà nha.